Cuối cùng thì chuyến phiêu lưu vào thế giới Pokemon đầy thử thách và mạo hiểm của mình cũng bắt đầu rồi. Nghe nói ở trên thế giới có đến 150 con Pokemon. Được lắm, mình chắc chắn sẽ bắt hết tất cả bọn chúng, đánh bại tất cả các đối thủ mạnh nhất và trở thành Pokemon Master. Quay lại, giữa trưa nắng như này, có một ông đứng như trời trồng, không cử động gì luôn. Thế giới Pokemon này lạ thật đấy. Dừng lại! Gì đấy, chuyện gì đấy? Cuối cùng sau bao nhiêu năm, đã có một đối thủ đi qua đây, cùng đấu Pokemon nào. Thôi, tôi bận lắm, đâu cái gì? Thôi để khi khác đi. Không được, một khi ta đã nhìn thấy, một là đấu, hai là thua, thế thôi. Còn những cái khác có hay không không quan trọng. Thôi, tôi còn bận, phải đi bắt 150 con Pokemon rồi trở thành Pokemon Master nữa. Cái gì? 150 á? Mày bị điên à? Giờ đã có hơn 1.000 loại Pokemon rồi, trong đó có hàng chục Pokemon huyền thoại, Pokemon hàng hiếm, shiny, vân vân mà mây mưa. Chú mày có tìm xanh cỏ cũng không tìm thấy hết được đâu. Chưa kể có gần 60 cái gym, hàng loạt các cao thủ huấn luyện Pokemon lên cấp độ cao nhất, tiến hóa Mega các thứ. Mày nghĩ một người mới vào game như mày có thể đánh bại được những người ấy sao? Rồi bao nhiêu vùng đất cách nhau hàng trăm, hàng nghìn km, chú mày có đi được hết không? Ngồi đấy mà Pokemon mới trả Master. Trời ơi, cái quân què dĩ dây ba. Học thì dốt, bốc phét thì giỏi. Nhưng mà không sao, trong tay tôi đang có một chú Pokemon đặc biệt chưa từng có trong lịch sử, chắc chắn sẽ áp đảo được những Pokemon khác. Vừa mới vào game đã ảo tưởng sức mạnh, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Bắt đầu trận đấu đi. Tiến lên Rattata. Chú mày tuổi gì mà đấu lại với cả Rattata của tao? Chịu thua đi. Thôi rồi, Pikachu, điên lên. Cái gì? Mày đùa tao đấy à? Đây là cái thể loại gì đây? Chúng ta đang đấu Pokemon cơ mà. Thì đây là Pokemon đây, có gì nữa? Mày điên à? Đây là thằng người trưởng thành giả dạng Pokemon cơ mà. Pika. Thằng này Pokemon cái quái gì? Mà tại sao mày lại nhận được một cái thằng người vào trong Pokemon hả? Đây là một chú Pikachu đột biến, chưa bao giờ xuất hiện từ trước đến nay. Mày giải thích thế mới nghe được à? Liên đoàn Pokemon đâu? Công lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Thôi được rồi, tao sẽ tự tìm công lý. Rattata, tấn công! Thế thôi, trận đấu xong rồi nhỉ? Thôi, tạm biệt nhá. Cảm ơn nhá. Pika. Pikachu, không ngờ cậu lại mạnh như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ có thể khuấy đảo thế giới ảo thôi. Cái gì đây? Lại muốn đấu Pokemon à? Các người là ai? Nếu như người đã thành tâm muốn biết thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Musa, Kojiro, chúng tôi là biệt đội hỏa tiễn bảo vệ giải ngân hà. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta. Biệt đội hỏa tiễn à? Các ngươi muốn gì? Rất đơn giản,
tổ chức hỏa tiễn của chúng ta đã để ý một thứ mà ngươi đã sở hữu từ rất lâu. Đó chính là con Pikachu đột biến của ngươi. Chỉ cần sở hữu Pikachu đột biến đó, chúng ta sẽ thống trị thế giới. Khôn hồn thì mau giao con Pikachu đột biến đấy ra đây. Không đợi nào, tiến lên Pikachu. Pikachu của ta rất là mạnh, các ngươi không phải đối thủ đâu. Thế thì ngươi này không biết rồi, không chỉ có mỗi con Pikachu của ngươi là đột biến đâu. Bọn ta đã biết trước điều đó nên đã mang tới đây một Pokemon đột biến khác để đấu lại với ngươi. Cái gì? Tiến lên Mew. Lại thêm một con Pokemon đột biến nữa sao? Mèo 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 mèo. Đi câu. Let's go. Không ngờ Pikachu lại gặp một kỳ phùng địch thủ sớm đến như vậy. Con Pikachu này đúng là thứ chúng ta đang tìm kiếm, rất mạnh. Chắc chắn ông chủ sẽ rất là hài lòng. Tấn công vật lý không ăn thua. Được thôi, vậy thì hãy sử dụng tuyệt chiêu đi nào. Pikachu, sử dụng chi đấu đi. Được lắm. Mèo, sử dụng ra sân gân. Pika mèo mèo. Pika mèo mèo. Pika mèo mèo. Pika mèo mèo. Tại sao? Tại sao Pikachu lại bị thất thế? Bởi vì Pokemon của mày là chuột, Pokemon của tao là mèo. Chúng mày đã bị khắc hệ ngay từ đầu rồi. Chưa kể Naruto lúc nào mà chả mạnh hơn Sasuke. Mày chọn nhầm nền văn minh rồi con ạ. Không, không thể như thế được. Giờ thì mèo kết liễu chúng một đòn hai Hyper Beam nào. Hai Hyper Beam á? Pikachu đột biến đã thuộc về chúng ta. Chẳng lẽ đã đến lúc sử dụng biến nó rồi sao? Đây chính là viên đá sấm sét đặc biệt dùng để tiến hóa Pikachu đột biến mà ta đã tìm được ở dưới đáy xã hội. Pokemon đột biến mà cũng tiến hóa được sao? Một khi mà chủ nhân và Pokemon đã đạt đủ độ thân mật thì viên đá này sẽ có tác dụng. Mày thua rồi mà mình làm cái gì nữa? Pikachu, tiến hóa nào! Thôi chết rồi, nó tiến hóa rồi, bây giờ làm nào bây giờ? Yên tâm, mấy con đột biến là tiến hóa là cũng vớ vẩn thôi. Không có gì phải sợ đâu. Đây chính là hình dạng cuối cùng của Pikachu đột biến, có tên là Pikachu. Bình tĩnh,
chắc là nó chỉ có hình dạng này thôi, chứ làm gì có sức mạnh của Thor. Không phải sợ. Kết liễu chúng nào, Pikachu sử dụng dòng điện 100 triệu vôn. Đã là một nhà huấn luyện Pokemon thì phải có lòng tin vào Pokemon của mình. Pikachu, tiến lên nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại tất cả các phòng gym và trở thành nhà huấn luyện Pokemon mạnh nhất. Ơ, động đất à? Không phải. Đấy là bọn anh đang subscribe để tạo động đất anh em ơi.